sẽ không dành cho những anh em nghiêm túc và những anh em có ý định bán những sản phẩm không có chất lượng tới tay người tiêu dùng. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em một vài cái kinh nghiệm của bản thân, một vài cái trải nghiệm của mình về chiếc xe này, để cho anh em khi mà có ý định quyết định chọn mua một con xe cũ á, thì sẽ có những cái nhìn nhận đúng đắn nhất và những cái kinh nghiệm nhỏ để giúp anh em tránh bị lầm khi anh em mua và chọn một con xe cũ. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu thôi. Mình sẽ có một cái mẹo nhỏ để mà khuyên anh em trước khi anh em quyết định mua một con xe cũ ha. Cái mẹo nhỏ này là đầu tiên anh em nên kiểm tra uy tín của cái người bán trước khi anh em quyết định anh em mua chiếc xe đó. Anh em mua xe tại cửa hàng hoặc là anh em mua xe qua những cái thương lái, thì cái việc kiểm tra nó như thế nào? Thì anh em nên kiểm tra họ, kiểm tra cái độ uy tín của họ trên những cái diễn đàn xe, trên những cái trang mạng xã hội. Thì cách đơn giản nhất là anh em lên những cái trang mạng xã hội, anh em tìm kiếm họ để anh em thử coi có những cái bài đăng nào của họ hay không, hoặc là có những cái bài nào mà nó gọi là phản ánh về cái độ trung thực khi buôn bán của họ, thì mình cân nhắc cái việc đó ha. Bởi vì những cái người mà họ buôn bán một cách trung thực á, họ bán hàng có tâm chẳng hạn, thì việc xảy ra những cái trường hợp đó hầu như là không có. Tiếp theo nữa là mình sẽ chia sẻ cái cách nhìn con xe như thế nào trên phương diện của một người dùng. Mình là một người dùng, mình đã đi con xe này rất là nhiều rồi. Mình sẽ chia sẻ nó trong cái quá trình mình sử dụng, mình sẽ gặp những cái lỗi gì, những cái bộ phận nào nó bị hao mòn trong quá trình sử dụng, và những cái bộ phận, những cái linh kiện nào mà anh em cần phải lưu tâm khi anh em chọn nó, đặc biệt là khi anh em lựa chọn nó là một con xe cũ. Đây sẽ là một cái clip khá là dài và mình sẽ chia sẻ một cách chi tiết nhất những gì mà mình biết. Thì anh em khi mua xe sẽ có hai trường hợp xảy ra. Cái trường hợp đầu tiên á, là anh em mua một con xe từ những người quen. Trường hợp thứ hai là anh em mua con xe từ những cửa hàng, từ cò lái. Thì những cái người bán mà từ cửa hàng, từ cò lái á, họ sẽ có một cái câu rất là hay, đó là chiếc xe này bao zin, bao không đâm đụng, bao không té ngã, hoặc là máy móc zin, đúng không? Khi anh em mua xe từ những người quen á, thì anh em sẽ được đảm bảo cái gì? Thì thứ nhất á, là chiếc xe đó nó chưa có trải qua những cái sửa chữa, hoặc là chưa có bị dậm tút gì nhiều ha. Tại vì á, là những cái người bán mà họ chính chủ, họ đứng bán á, thì thường họ sẽ ít khi nào mà họ làm những cái chuyện đó lắm. Cái tình trạng chiếc xe như thế nào, có sao thì họ nói như vậy. Còn những người mà họ đã có ý định mà họ bán xe gian chẳng hạn, hoặc là họ muốn trục lợi từ cái xe đó, họ bán không có nghiêm túc á, thì lúc đó họ mới làm những cái chuyện đó thôi. Nói về cái việc tua đô á, một chiếc xe thường nha, mình thấy nha, mình đã từng đi xem xe giúp hai người bạn của mình rồi, thì thường thấy nè, họ sẽ tua ô đô, ví dụ như là từ một con xe mà từ 20.000 họ có thể tua đâu đó xuống dưới 10.000, và họ dám tút lại những cái phần đơn giản. Thường nó tua ô đô á, là tua ở đâu đó khoảng từ 10.000 km đổ lại thôi, chứ không có tua nhiều. Tại vì không thể nào mà tua một con xe mà từ 40 mấy 50 ngàn mà tua xuống dưới 10.000 được hết á, nhìn cái biết liền à. Và cái việc dậm tút lại nó cũng mất công nữa, nó cũng khó nữa. Thì thành ra người ta sẽ tua xuống dưới 10.000, tại vì xe dưới 10.000 km á, nó rất là dễ bán và giá nó cũng cao hơn nữa. Đi vào phần chính nè, với những cái xe như này nè, anh em đã mua xe cũ rồi á, thì cái việc anh em quan tâm tới cái dàn áo bên ngoài, những cái phần lặt vặt bên ngoài nè, thì thường mà nói đó chỉ là một trong những cái yếu tố nhỏ để mà anh em quyết định anh em mua xe thôi, những cái yếu tố đóng góp rất là nhỏ thôi. Tại vì sao? Tại vì á, khi mà những cái con xe mà nó dán full keo giống như vậy nè nha, thì cái việc mà lựa chọn nó dựa trên cái dàn áo ngoài á, ví dụ dàn áo nó không có trầy xước nè, hoặc là phần những cái phần dàn nhựa đen giống như vậy nè mà nó không bị bạc màu á, bây giờ nó dễ lắm. Có những cái dung dịch bây giờ nó phủ bóng, phủ cái dàn nhựa đen này, nó làm cho chiếc xe anh em nó cực kỳ mới, mới giống như là một chiếc xe từ trong hãng nhất ra thôi. Thành ra mà dựa vào dàn áo để mà phán đoán cái chiếc xe của mình á, nó rất là khó. Đầu tiên bây giờ mình sẽ nói từ trên xuống dưới trước nè. Rồi, khi mà anh em mua xe á, thì anh em sẽ gặp những cái trường hợp như là người bán họ nói chiếc xe này bao đâm đụng, bao té ngã, đúng không? Rồi, anh em sẽ để ý những cái phần này giúp mình nè. Anh em để ý đi, khi mà con xe nó ngã xuống á, thì những cái phần nào của nó sẽ chạm đầu tiên nè? Nhất là hai phần này, phần này và phần này, cộng thêm phần cái mé bên này nữa, đó là những cái phần mà khi ngã xuống á là chiếc xe nó sẽ chạm đầu tiên, đúng không? Thì anh em nên để ý những cái phần này. Và đây nữa, ở đây nha, đó, nó sẽ có trầy nè. Nếu mà xe ngã rồi nó sẽ có trầy nè. Mình nói luôn, xe mình là mình từng ngã bên này rồi, từng ngã bên kia rồi, thì nó sẽ có trầy. Kiến của xe nó cũng sẽ trầy ở chỗ này luôn, anh em để ý kỹ đi, nó sẽ trầy ở đây, trầy ở đây nha, và thậm chí có dấu móp luôn nè. Đó, rồi phần bên này nữa nó cũng đã có trầy rồi, thì khúc này nè nó sẽ bị trầy rất là nhiều, có ngã rồi nha. Và phía bên này nữa, anh em thấy không? Đó, ngoài ra nếu mà để ý kỹ á, thì anh em nên kéo cái này ra luôn và đang kiểm tra chỗ này. Vì thường á, ví dụ như họ đang chở người thứ hai ở phía sau mà họ bị té rồi á, thì cái chỗ này nó cũng đang bật ra nè. Đó, đây là một cái cách đơn giản để mà kiểm tra coi xe có bị ngã hay không. Trường hợp mà họ đã mong má những cái chỗ để lại rồi á, những cái xe mà
họ đã bị té ngã rồi nhưng mà họ dậm tuốt những cái chỗ này lại á nha, thì lúc đó mình sẽ chú ý vào những cái điểm khác. Tương tự cho phía bên kia nha, tương tự cho phía bên kia để mình kiểm tra coi thử coi xe đã từng bị ngã hay chưa nha. Rồi đối với những chiếc xe mà đã từng bị ngã rồi á, ngã nhẹ thì không sao, còn cái trường hợp mà ngã nặng á thì nó sẽ ảnh hưởng, dễ ảnh hưởng nhất là cái phần chắn cổ và chắn ba của xe. Lúc này thì mình sẽ xem về phần trước. Phần trước chiếc xe anh em để ý cho mình á là nó phải thẳng. Thứ nhất á là khi anh em dựng xuống anh em nó phải thẳng chiếc xe như thế này. Thứ hai á là anh em nhờ một người, anh em dựng chống đứng lên, anh em nhờ một người ở phía sau nâng cái xe lên, ngã đè nó xuống á để mình nâng cái bánh trước lên. Anh em giữ cái phần cổ xe trước như thế này nè. Anh em lắc mạnh cho mình nha. Bạn mình á có một chiếc xe đang chạy và nó chỉ có chạy chậm thôi và đã từng bị té xuống đường, nhưng mà khi á mà nó dựng lên á, nó chạy á thì cái phần chắn cổ chắc chắn là có vấn đề. Nó sẽ bị đâu đó nó cứ bị sượng ở khu vực này nè. Đó, trường hợp đó là bạn mình té rất là nhẹ rồi nha. Chứ chưa kể những cái trường hợp khác bị nặng hơn thì chắc chắn cái phần cổ này sẽ bị ảnh hưởng. Anh em nhấc cái phần này lên giúp mình. Anh em lắc mạnh chiếc xe để anh em kiểm tra coi cái độ rơ của cái phần này nha. Cái thứ hai mà mình cần anh em để ý là cái phần két nước này nha. Cái phần két nước này á, nếu mà những người chủ người ta kỹ á nha, thì họ sẽ thường gắn một cái này, hoặc là họ không gắn luôn cũng được. Nhưng mà những cái phần lá sắt ở trong này nè, những cái phần lá nhôm trong này nè, nó không được móp. Nó phải ít móp nhất có thể. Đó, đây là một trong những cái đặc điểm quan trọng anh em cần phải để ý giúp với chiếc xe của mình nè. Rồi, một cái đặc điểm nữa là anh em nhìn kỹ vào cái phần phục của mình nha. Anh em nhìn kỹ vào cái phần phục trước của mình nè. Anh em nhìn thấy gì không? Nó sẽ có những cái đường này. Những cái đường này, phía bên kia cũng vậy. Khi mà phục anh em nhúng xuống á, thì đây sẽ là cái mức cao nhất mà nó có thể đạt được trong quá trình anh em sử dụng. Mình khuyên anh em nha, thì cái mức này nè, nó càng thấp càng tốt. Ví dụ như cái đường này của anh em nè, anh em nhìn kỹ đi. Đó, mà nó sụp xuống thấp vậy nè, chứng tỏ cái xe nó đi chưa có nhiều. Nó đi chưa có nhiều. Hoặc là ví dụ như những cái đường này mà nó cao hơn, nó gần đụng trên này chẳng hạn, thì xe này đi nhiều rồi. Hoặc là cái dao động nó nhiều á, thì chứng tỏ là nó thắng gấp, hoặc là có những cái gì đó, vân 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 vân. Mình nên hạn chế những cái điều xấu nhất với chiếc xe mình định mua ha. Và cái thứ hai nữa là để ý cái phần ti phục nó không được trầy, nó không được chảy dầu, không được chảy dầu, thường nó sẽ chảy dầu ở khúc này. Muốn kiểm tra chảy dầu hay không á thì anh em leo lên xe, anh em nhúng mạnh nó xuống để anh em kiểm tra coi. Anh em nhúng chừng khoảng chục lần thôi là mạnh hết cỡ có thể thì biết cái chỗ này nó có chảy dầu hay không liền ha. Ở đây nó sẽ có một cái phốt cao su nè, anh em ấn vào anh em thấy rất là mềm nè, chảy dầu hay không biết liền à. Để ý nữa coi thử coi cái phần này nó có những hai con ốc đây nè, những ốc ở khu vực này nè, coi đã từng được mở chưa. Những ốc mở rồi nhìn vào là biết à. Anh em để ý những cái phần cạnh á, những cái phần cạnh của con ốc. Ví dụ như xe mình chưa từng đụng chạm gì nó hết thì anh em thấy không, những cái phần gai ốc nó rất là sắc. Cái dĩa thắng trước, với một con xe đi nhiều thì cái phần dĩa thắng trước và dĩa thắng sau chắc chắn nó sẽ mòn. Bố thắng thì mình không nói, bố thắng vì có thể người ta sẽ thay rồi. Anh em nhìn phần bố thắng anh em không biết được đâu. Nhưng cái dĩa nè, thường cái dĩa này người ta sẽ, nó sẽ theo luôn với anh em tới toàn bộ vòng đời của chiếc xe luôn. Nên thành ra là cái phần dĩa này anh em coi nè. Đó, nếu mà cái phần dĩa này mà đi nhiều rồi á nha, đối với mình thấy á, là xe 10.000 thì anh em dưới 10.000 đi, sờ vào nó không biết gì đâu, nó như mới vậy đó. Nhưng mà khoảng 20-30.000 rồi, sờ vào sẽ biết liền. Anh em sờ giùm mình như thế này nè. Đó, càng láng càng tốt nha. Còn ví dụ như sờ mà có dấu hiệu như là bị xước nè, bị sọc 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 nè chẳng hạn, tại vì khi mà chạy mà cái phần bố mình nó sẽ ma sát vào đây, ví dụ như là nó sọc 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 chẳng hạn, sờ vào anh em biết liền à. Hoặc là ví dụ như mà đi nhiều rồi á thì cái chỗ này khi mà sờ vào đây nè, đó, nó sẽ có một cái gờ ở đây và một cái phần gờ ở dưới này nè. Đó, xe mình nha, đi nhiều rồi nè, nó cũng có mòn rồi nè, nên thành ra xe mình khi mà sờ vào nó sẽ có một cái phần gờ ở đây. Ví dụ như gặp một cái xe đi mà người ta chạy 20-30 ngàn rồi, người ta tua xuống đâu đó khoảng 10-10 mấy ngàn, sờ vào một cái đi, anh em sẽ đặt ra câu hỏi, ví dụ như 10 ngàn thì làm gì mà mòn nhiều giống như thế này được, đúng không? Rồi, tiếp theo nữa anh em đi lên phần trên, anh em kiểm tra giúp mình cái phần tay thắng và phần tay côn. Ví dụ nha, anh em không khi mà xe nó ngã rồi á nè, nó chạy ra chẳng hạn, và đây nó sẽ có một cái dấu hiệu bị đục. Ví dụ như mà xe ai đã từng bị tháo ra để thay cái phần bao tay này rồi thì chỗ này sẽ có dấu hiệu bị đục, tại vì phải đục mạnh lắm mới lấy được cái này ra và mới thay được cái này ha. Rồi, khi mà ngã cái này nè, ví dụ ngã đi mà họ dậm tút lại đi, họ dậm tút lại chiếc xe để mà không bị thấy cái dấu hiệu xe bị ngã đó,
Nhưng mà cái tay thắng tay côn này, ví dụ nó bị cong đi, dễ thấy lắm nha. Bản của nó là màu đen, nhưng mà khi mà xe chạy nhiều rồi á thì nó sẽ tróc hết cái phần sơn này ra. Ở đây do tróc nhiều quá nên mình đã cạo nó ra luôn rồi, mình đã tẩy hết cái phần sơn này ra luôn rồi. Nhưng mà với những cái xe nào á, anh em nên để ý kỹ nha. Tầm 10.000 thôi là phần này nó sẽ tróc, nó tróc theo hình cái nắm tay của anh em nè. Đó, đây sẽ là một cái điểm anh em nên để ý nữa. Ví dụ như xe mà nó tróc hết trơn rồi, nó tróc quá nhiều rồi, mà ví dụ như nói chiếc xe này tầm 10.000, 7.000, khó tin lắm. Phần này phải 10 mấy ngàn nó mới tróc. Thậm chí có đi mưa nữa cũng 10 mấy ngàn nó mới tróc. Hồi xưa lúc mà mình tróc cái này á, mình đi 20.000, mình đi tất cả các điều kiện luôn thì nó mới tróc. Thì không lý gì mà một chiếc xe mà đi mới có 10.000 trở xuống hoặc là 11-12.000 mà nó tróc hết phần này được hết. Khó lắm anh em. Sơn tĩnh điện mà. Dĩa trước nói rồi, bây giờ nói tới dĩa sau. Cái dĩa sau á, thường á, theo mình thấy nha, cái phần dĩa sau này nó sẽ nhanh mòn hơn cái phần dĩa trước. Đó, cũng sẽ làm phương pháp tương tự, anh em sờ trên cái bề mặt của nó. Thì cái gờ này tùy vào anh em cảm nhận thôi. Ví dụ xe đi nhiều rồi, cái gờ này sẽ nhiều và nó sẽ sắc. Một cái xe đi ít thì không thể nào mà cái gờ mà nó sắc mà nó nhọn tới mức như thế này được ha. Anh em nên để ý cái phần này. Rồi, thêm một cái nữa là anh em xoay đi. Anh em xoay cái bánh xe, dựng chống đứng lên xoay cái bánh xe. Đó, dùng một cái bút hoặc là dùng cái cảm nhận của anh em này, dùng một cái gì đó kê vào đây nè. Đó, kê và kê cứng ở đây luôn. Đồng thời xoay cái bánh xe. Ví dụ như bánh xe của cái dĩa này mà nó bị vinh, bị cong, bị quang đi, thì nó sẽ cạo vào cái phần đó. Xoay một vòng nha, như bánh xe mình nè, hoàn toàn không có trường hợp gì hết, nó không có, thậm chí nó không có cạo vào cái phần bố thắng luôn. Xoay rất là nhẹ luôn. Đó, anh em thấy không? Thì anh em kêu cái gì đó ở đây để anh em kiểm tra coi cái dĩa của anh em có bị cong hay không. Là cái phần phục zin. Phục zin của Winner hoặc là Winner X. Đối với xe mình á, là mình chạy lúc tới khoảng 40.000 là phục zin Winner nó chịu không nổi rồi. Nó sẽ có trường hợp là bị xì dầu, thành ra mình mới thay một cái phục đồ chơi như thế này. Muốn kiểm tra không á, anh em để ý kỹ con ốc phục dưới này. Ốc phục dưới này á mà đã tháo rồi á thì nó nhìn là biết liền à. Ốc nào mà chưa tháo á là nhìn con ốc nó còn mới lắm. Còn mà ốc tháo rồi và ốc chưa tháo á, nó sẽ khác biệt nhau ở cái phần cạnh của nó ha. Tí chút xíu nữa mình sẽ chia sẻ về cái phần máy sau. Phần máy dễ nhìn hơn. Ở đây nó hơi khó nhìn xíu nè. Rồi, cái phần này nè, cái phần phuộc này nè, mình không nói là nó không bền, nhưng mà nó sẽ xảy ra trường hợp nó bị xì dầu ở một số cái con xe. Đơn cử luôn là con xe mình đã bị xì dầu ha. Cái cách ví dụ như anh em xem xe mới như vậy đi thì anh em không có biết được, hoặc là nó bị xì dầu mà anh em người ta bán, người ta đã lâu đi rồi. Cách đơn giản nhất là anh em sử dụng một chai nước á. Anh em xịt lên chỗ này, cầm thêm một cái chai xịt nước á, anh em xịt vào chỗ này nè. Xịt vào đi, nó bám nước lên, nó bám lên kiểu như nước dính vào dầu á, là nhìn cái biết liền. Cái cách của mình hồi xưa á, lúc mà xe mình bị xì dầu á là mình không biết đâu. Mình chạy mình thấy cảm giác nó hơi kỳ. Tới lúc mà mình nhìn vào cái phuộc xong như thế này nè, đó là mình sẽ thấy nó hơi có một cái gì đó nó dính giống như là dầu, giống như là kiểu như dầu ăn vậy đó. Đó, cái về nhà mình mới lấy nước mình tạt vào thì lúc đó nước nó dính lên. Giống như cái cảm giác nước nó dính vào dầu á. Đó, thì lúc đó mình mới biết là xe mình bị xì dầu, mình mới thay cái này. Ha, một cái mẹo nhỏ cho anh em biết thôi. Rồi tiếp. Một cái phần nhỏ nữa mà ít ai để ý đó là cái chỗ này. Cái chỗ này khi mà chạy nhiều rồi á, cái người gác chân á, người ta gác vào đây nè, nó sẽ mòn giống như vậy nè. Nha. Và khoảng tầm 20.000 thôi là nó đã trầy ra ta le giống như vậy nè. Của mình á là mình đã từng lấy cái này ra mình sơn lại một lần rồi, mà tới bây giờ nó cũng bị trầy lại đó. Thì anh em nên để ý kỹ cái chỗ này. Còn một mẹo nhỏ nữa mà anh em nên để ý giúp mình, đó là anh em hãy mở cái phần này ra. Mở cái phần yên xe ra. Đó, anh em sẽ thấy hai cái dấu này. Hai cái dấu này cũng là một trong những cái dấu hiệu giúp cho anh em nhận biết được là cái xe này nó đã đi nhiều hay chưa. Đó là do hai cái phần này nè, nó sẽ cạo vào đây. Ủa, hai phần nào ta? Sorry anh em, hai phần này nè, phần này và phần này nó sẽ cạo vào đây nha. Thì những cái dấu này nó sẽ càng ngày nó càng đậm lên, và tầm khoảng gần 20.000 km thì nó sẽ thấy đủ để cho anh em thấy được hai cái dấu này nha. Hai dấu này thường á ít ai để ý lắm, nhưng mà ví dụ như mua xe dưới 10.000 đi chẳng hạn, mở nó lên mà thấy cái dấu nó đậm giống như vậy, hoặc là nó mờ hơn chút xíu thôi nhưng mà nó quá đậm đi, chứng tỏ là cái này nó ngồi quá nhiều rồi, hoặc là xe này nó chở quá tải trọng rồi, khiến cho hai cái phần này nó đè mạnh quá, nó đè xuống đây nha. Đó, ngoài ra nè, khi mà anh em gặp cái yên xe xuống nè, thì
cũng kiểm tra luôn giúp mình cái phần khóa ở đây, coi nó liệu nó còn tốt hay không, nó còn ổn hay không. Đó, nó còn chắc như vậy nè, là được nha. Gặp những chiếc xe mà ví dụ như gặp xuống đây mà khóa nó không ăn đi, chạy nó kêu lóc cóc rất là mệt. Rồi, bây giờ mình sẽ nói về cái phần máy. Thực chất mà nói á, cái phần máy là cái phần khó nhận biết nhất trên một con xe. Kể cả thợ, dẫn cả thợ đi xem, mua vẫn bị lầm một cách như thường. Tại vì á, lúc nào mình cũng có một cái châm ngôn như thế này: người bán không bao giờ lầm hết á, chỉ có người mua lầm thôi nha anh em. Nên thành ra là cái phần máy móc là cái phần khó kiểm tra nhất, và kể cả thợ đi theo cũng sẽ bị lầm như thường. Thậm chí nha, những anh em cò lái người ta đi mua á, vẫn bị lầm. Và uy tín của người bán là cái phần quan trọng nhất. Không thể nào á, mà dựa vào những cái chi tiết nãy giờ mình nói, cũng như là những cái chi tiết mình sắp nói ở cái phần máy đây, mà anh em có thể khẳng định cái xe đó ngon hay không được. Rất là khó. Mình chỉ giúp anh em một phần nào đó thôi, để mà ước chừng cái con xe thôi, để mà ước lượng cái chất lượng con xe thôi, để đỡ bị lầm nhất thôi nha. Rồi, đây nè, anh em nên để ý kỹ nha. Những cái xe mà người ta nói là máy móc chưa đụng chạm, chưa bị tháo xuống, thì anh em nên để ý những cái phần này. Thứ nhất á, là con ốc gác cái cục máy vào xe là có một con bên này và phía bên kia. Thì hai con ốc này nè, nếu mà hạ, người ta hạ phần máy này xuống rồi á, thì hai con ốc này không được đụng vào nha. Đó, hai con ốc này nó còn mới nè, anh em để ý kỹ nè. Anh em để ý kỹ những cái phần gai ốc cạnh này, nó phải còn sắc cạnh nha. Đó, những con ốc mở rồi, ví dụ như đây nè, ốc mở rồi anh em nhìn biết liền, nó sẽ hơi bị móp móp một chút xíu nè. Anh em thấy không, cái cạnh của nó hơi bị móp móp một xíu. Còn những ốc chưa bao giờ mở nè, chưa bao giờ đụng vô, nên anh em nhìn kỹ đi, nó sẽ có một cái sự khác biệt rất là lớn ở đây và ở đây. Tương tự như con này cũng vậy, nó chưa mở lần nào, anh em nhìn vào anh em sẽ có một cảm giác như là nó rất là mới nha. Và những cái cạnh của nó, đặc biệt những con ốc mà người ta siết cứng giống như vậy nè, thì những cái cạnh nó thường bị móp khi mà người ta cố tình người ta mở ra, người ta đụng chạm vào máy móc rồi. Đó, anh em thấy không, chưa bao giờ mở nè, chưa mở bao giờ nè, này mở nhiều lần nè. Rồi, phía bên kia cũng tương tự. Cái thứ hai á, là anh em trước khi kiểm tra cái điểm này thì anh em nên hỏi giùm mình người bán là xe chúng ta có bị tăng cam hay chưa. Bởi vì trên Winner X bây giờ cũng bị tăng cam rất nhiều. Winner thì không nói rồi, Winner V1 á, cũng bị, có chiếc bị, có chiếc không bị. Winner X cũng vậy. Tại vì sao nha, cái này á, thì đối với những anh em nào mà đã từng làm trong nhà máy rồi á, hoặc anh em mà làm liên quan tới lĩnh vực sản phẩm, thì anh em sẽ biết tất cả những cái sản phẩm sản xuất ra của chúng ta nó sẽ đều có, gọi là có những cái sai số, người ta gọi là tolerance đó. Thì ví dụ như những cái con xe như vậy nè, đó, cái cộng sinh cam của chúng ta sản xuất ra thì nó không bao giờ nó đúng một cái kích thước cho trước hết á, nó sẽ có sai số. Có những cộng nó dài hơn chút, có những cộng nó ngắn hơn chút, hoặc là những cộng ở cái mức bình thường. Thì xui cho anh em, ví dụ như những cái cộng mà nó nằm ở cái cận trên đi, nó không phải là nó quá dài tới mức mà nhà sản xuất người ta bỏ cái cộng đó, cái cộng sinh cam đó, nhưng mà nó dài tới cái mức hết cỡ mà người ta cho phép, thì lắp vào những con xe này nó sẽ nhanh tăng cam hơn bình thường ha. Tức là nhà sản xuất vẫn cho phép cái cộng sinh cam đó được đem vào trong quá trình sản xuất ra một con xe. Tuy nhiên là do nó dài hơn cái cộng bình thường một chút đó, khi mà lắp vào này nó sẽ dễ dẫn tới cái tình trạng bị tăng cam hơn, thành ra có chiếc bị sớm, có chiếc bị trễ, hoặc thậm chí có chiếc không có bị luôn đó. Cái xe của mình bị tăng cam một lần và mình đã fit trên cái tăng cam zin. Anh em nhìn kỹ đi, sẽ hai con ốc này nè, đó là đã có dấu hiệu bị tháo rồi nha. Thành ra là anh em nên hỏi người bán coi xe bị tăng cam hay chưa. Ví dụ người bán chính chủ thì họ sẽ biết, còn thương lái thì thường không biết lắm đâu, khó biết lắm. Chính chủ người ta sẽ biết, thì anh em nên để ý kỹ coi, nếu mà tăng cam rồi thì con ốc này sẽ có dấu hiệu mở nè. Hoặc ví dụ như người ta nói chưa tăng cam bao giờ hết, xe máy còn ngon lắm, nhưng mà nhìn kỹ vào con ốc tăng cam thấy nó bị tháo rồi, anh em nên đặt câu hỏi, đặt vấn đề đi, tại sao người ta lại làm như vậy, tại sao người ta lại nói như vậy ha. Rồi, để ý thêm một con ốc nữa, ví dụ như là đây, anh em để ý không, có một con ốc cảm biến oxy ngay chỗ này đó. Ví dụ như xe gặp những chiếc xe độ người ta tháo ra, người ta về zin á, thì con ốc này sẽ chắc chắn sẽ tháo ra nè đó. Nhưng mà gặp những trường hợp như là đã làm như trên, đã là xe độ hoặc là thay bô này kia rồi đó, xong rồi đem về gắn vô xe mà bảo là xe này chưa có đụng chạm gì cả, xe này chưa có tháo gì hết á, thì kiểm tra con ốc này là biết liền. Gặp những chiếc xe mà ví dụ như người ta bán, người ta cam đoan với anh em là xe chưa có đụng chạm gì máy móc hết, nhưng mà lỡ giả sử như người ta tháo ra để người ta thay bố nồi thì sao, đúng không, thì cũng chưa đụng chạm máy móc, nhưng mà tôi chỉ thay bố thôi đó. Thì để ý những cái con ốc này,
ốc này nha, những con ốc phía dưới này nữa đó. Những con ốc này á là phần phía bên lốc nồi của xe nè. Nhìn kỹ vào trong phần máy anh em sẽ để ý nè, ngay chỗ cái khu vực đầu bò anh em sẽ thấy á, ở giữa cái phần nắp và phần thân dưới nó sẽ có một cái ron cao su ở đây, màu đen ở đây. Cái ron cao su này ron cao su chịu nhiệt nha, đó nó rất là tốt. Anh em để ý kỹ xung quanh khu vực này có dấu hiệu nó bị lòn nước ra ngoài hay không, tại vì khi mà xe mà chạy rồi á thì khu vực nước mát á nó sẽ theo những cái đường dẫn ở trong này, nó sẽ theo những cái khuôn ở trong này để nó chạy lên nó làm mát. Thì chạy một thời gian á, anh em để ý kỹ đi. Chút xíu nữa anh em sẽ xin người bán, anh em mở, anh em khởi động máy, anh em nổ máy lên, nó nóng lên nó sẽ lòi ra những cái bệnh hết á, những khu vực này, để coi thử coi nó còn mới hay không, nó có dấu hiệu bị thay thế hay chưa nha. Mình nhìn vào mình có thể đoán được sơ sơ về cái hiện trạng của nó rồi. Anh em xin người bán khởi động chiếc xe lên, nổ máy chiếc xe lên. Cái việc đầu tiên á, khi mà gắn chìa khóa vào, anh em để ý cho mình nha, khi mà gắn chìa khóa vào á, nó sẽ có một cái tiếng của cái bơm FI, anh em nghe nè. Đó rồi. Tiếp theo cái phần này, ví dụ nha, ví dụ phần này nó sẽ có hai trip, thì anh em nên kiểm tra giúp mình là coi cái phần này nó còn reset được không. Ví dụ cái này đè mạnh vào đây thì nó sẽ reset về số 0 ở cái phần trip, còn cái phần odo á, odo anh em nên bỏ qua đi. Nếu mà thật sự mà nói người quen á thì để ý odo, còn ví dụ người bán odo này nó tua được hết á. Rồi khởi động xe lên và anh em để đó từ 3 tới 5 phút thì lúc đó anh em mới biết được nha. Khởi động xe lên. Rồi, anh em nổ máy lên giúp mình. Rồi. Chiếc xe mình nè, buổi sáng từ trong nhà dắt ra nè, thì guarantee của nó hơi cao nha, nó sẽ hơn 1.500 một xíu. Nó đâu đó khoảng 1.600, 1.700. Để một chút xíu đi thì nó sẽ về lại mức 1.500 như bình thường ha. Rồi, cái mẹo nhỏ để nghe tiếng máy anh em bịt cái bô lại. Dùng tay hoặc là dùng một cái gì đó bịt cái bô lại và nghe tiếng máy cho mình. Nghe tiếng máy thử coi, nghe nó có xào hoặc có cái âm thanh gì bất thường không nè. Bởi vì cái tiếng máy của xe nó phụ thuộc rất là nhiều vào nhớt nữa. Gặp anh em chạy mà nhớt một số loại nhớt 40 luôn, nhưng mà nó cảm giác như nó đặc hơn bình thường. Ví dụ như là Shell nè, những cái loại nhớt êm á, Shell nè, Shadow nè, đó thì những cái loại nhớt đó, hoặc là Motul chẳng hạn, thì những cái loại nhớt đó sẽ cho anh em cái âm thanh nó êm hơn bình thường. Còn những loại nhớt ví dụ như là Volvo nè, hoặc là Repsol nè, mình cảm giác chạy những cái loại nhớt đó nó sẽ hơi xào hơn chút, tại vì những nhớt đó thiên về cái độ bốc nha. Đó, nghe tiếng máy coi nó có êm không, hoặc là có những cái âm thanh nào nó bất thường không. Ví dụ nghe nó lọc cọc chẳng hạn, thì nên dừng cái việc mua xe lại nha. Bởi vì rất có thể cái xe của anh em á, cái tình trạng máy móc nó không còn tốt như là cái dàn ngoài nữa nha. Nghe tiếng máy, anh em để cái xe nó nổ như thế này trong vòng khoảng từ 3 tới 5 phút, rồi anh em kiểm tra lại tổng thể của nó. Một số chiếc xe bây giờ nó hay bị cái lỗi gọi là lỗi TBS á, tức là cái guarantee của anh em á, những chiếc bị nặng á, cái guarantee của nó nha, nó sẽ lên xuống như thế này nè. Anh em lên ga thì nó lên xuống rất là khó chịu, có nghĩa là lên ga rồi xong nó xuống, nó khựng, nó rất là sượng. Đó là một trong những dấu hiệu bị TBS. Hoặc là đối với xe mình thì cũng có bị nha, nhưng mà bị nhẹ ở mức, tức là mình kéo lên tầm khoảng 9.500, 10.000 thì nó mới bị. Lúc đó lên á, thì cảm giác xe nó vẫn bị hơi bị hụp một chút xíu. Đó, mình nhả lại ga thì nó trở về bình thường. Xe mình có cái tình trạng bị nó hơi nhẹ một chút nha. Hãy nhìn kỹ vào những cái phần này. Đó, những cái phần mà có ron cao su ở đây. Nhìn kỹ vào những phần có ron cao su. Nhìn kỹ vào những cái phần khớp nối. Đó, phía bên kia cũng như vậy. Để coi thử coi là nước mát nó có chảy ra hay không. Hoặc là khi mà nóng lên rồi á, sử dụng một thời gian á, thì nó có bị chảy những cái nhớt hay là gì đó hay không. Nói chung rất là nhiều thứ. Lên ga một xíu để kiểm tra nha. Rồi, lên ga ở một mức cố định, xong rồi giữ ga đó. Rồi thử coi nó có ổn định ở mức đó hay không. Đối với mình thì mình thường test khoảng cỡ 7-8 ngàn. Anh em coi thử coi, khi mà anh em lên ga, anh em giữ một mức gì đó, cái vòng tua của nó có ổn định hay không, nó có giữ chặt ở cái mức đó hay không.
nếu mà anh em kéo lên anh em giữ á, mà cái vòng tua của nó lên xuống như thế này nè, là chắc chắn cái xe này sẽ có vấn đề gì đó liên quan tới phần TBS của xe. Ví dụ nha, kéo lên 7.000 như nãy đúng không, mà kim của nó cứ giật như vậy nè, hoặc là lên xong rồi anh em nhả ga mà nó không về liền, nó không về lại đúng mức 1.500, hoặc là nó về một cách chậm chạp như thế này đó, thì nghi ngờ là xe này đã bị hư TBS rồi nha. Mua về fix vẫn được, nhưng mà mình không có biết chắc là ngoài cái lỗi này ra nó còn những cái lỗi nào khác hay không, thì anh em nên cân nhắc những cái phần đó liên quan tới động cơ. Một cái phần quan trọng anh em cần phải để ý nữa đó là phần dưới này, anh em lòn xuống anh em xem luôn coi con ốc nhớt của anh em, coi tình trạng con ốc nhớt của nó như thế nào. Ví dụ như gặp một con ốc nhớt đi mà mở ra đi mà những cái ron ốc đó bị toe hết trơn luôn rồi, thì anh em nghĩ sao? Chứng tỏ là xe này nó thay nhớt rất là nhiều rồi nha. Anh em cứ nghĩ đi, trung bình á là 2.000 km thay một lần, mình nói trung bình nha, 2.000 km thay một lần, thì ví dụ như mua cái xe 10.000 thay được 5 lần thì con ốc tháo ra gặn vô 5 lần với con ốc mà tháo ra gặn vô 15-20 lần thì nó sẽ nhìn vô là anh em biết liền đúng không? Ví dụ như của mình là mình thay rất là nhiều lần rồi đó, nhìn con ốc của nó tình trạng như thế này. Ví dụ con ốc mới mở ra mở vô có 5-6 lần đi, với lại một ốc mở ra mở vô 20 lần, nhìn vô nó sẽ khác chứ đúng không anh em? Rồi một cái mẹo nhỏ nữa là anh em để ý cái phần cổ bô. Mình rất là thích mua những chiếc xe, ví dụ những chiếc xe cũ đi, mình rất là thích mua của những anh em nào mà kỹ tính, những anh em nào mà chăm xe kiển, hoặc là những anh em nào mua xe mà anh em trân quý nó, thì anh em dưỡng những cái xe đó rất là kỹ nha. Anh em sẽ thường hay là gắn những cái chắn bùn sâu giống như mình, hoặc là anh em đi trời mưa trời nắng gì vậy là anh em cất cái xe vào, hoặc là trời mưa anh em xịt vào, anh em dưỡng rất là kỹ. Mua những chiếc xe đó rất là tốt, bởi vì chủ người ta rất là kỹ rồi, thì cái tình trạng cái việc bảo dưỡng những con xe đó rất là chất lượng, hơn là những cái xe mà những anh em nào mua về anh em chỉ có biết chạy thôi đó, mua về để đi cày thôi, thì những cái trường hợp rất là nguy hiểm. Mua về thì không biết nó như thế nào, anh em để ý cái phần cổ bô cho mình nha. Đó, cái cổ bô của mình là 50.000 cây rồi, mà anh em nhìn kỹ đi, nhờ mình gắn cái này nên thành ra cái phần cổ bô này á, nó cũng còn khá là ổn. Mình đã có lúc mình tháo cái bô zin này ra, mình gắn cái bô độ vào, mình đi khoảng 15-20.000 cây rồi, nên thành ra cái tình trạng này nè, cái tình trạng cổ bô này có thể nói là khoảng cỡ 30.000 đi, thì tình trạng cổ bô kiểm tra khu vực này coi nó còn mới hay không, phần bụng máy nè đó. Nhiều mua những con xe ví dụ như người ta chạy người ta không có dưỡng kỹ đi, thì cái phần khu vực này nè thậm chí nó bị rỉ sét luôn rồi nha, và nó rất là dơ, rất là ghê. Mình á thì mình dưỡng khu vực này ở mức độ vừa phải thôi, tức là trời mưa về là rửa, rồi 2-3 tuần không đi để trong nhà bụi cũng lôi ra rửa một lần, thì nó đạt được cái tình trạng như thế này nha. Còn ví dụ như những cái xe nào mà mới có 10-20.000 đi mà nó cũ quá, nó dơ quá, thì liệu anh em có mua không, anh em có nên mua không? Tức là những cái con xe đó trong cái quá trình sử dụng á, chủ người ta không có kỹ. Cái này là những cái cơ bản nè, mà không kỹ rồi thì chưa chắc những cái bộ phận khác nó còn ngon hay không nha. Khi mà anh em nổ máy lên rồi á nha, xe trong tình trạng nó đang nổ máy như này, thì anh em tiện anh em đá số luôn. Anh em để nó nổ máy như này anh em đá số luôn, anh em trả hết tất cả các số này từ số 1 cho tới số 6 luôn. Anh em trả số 1 xuống nha, sau anh em để cho nó quay một thời gian, rồi anh em trả tiếp số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, tương tự như vậy, và trả lên trả xuống nhiều lần để anh em kiểm tra coi thử coi cái việc vào số ra số của anh em nó có ổn hay không nha. Kết hợp với cái phần bóp côn phía trên này luôn đó, để anh em kiểm tra thử coi côn số của anh em nó còn mượt hay không nha. Ok, đây là đó là toàn bộ những cái kinh nghiệm mà mình đã chia sẻ với anh em trong cái clip ngày hôm nay. Hy vọng á thì những cái kinh nghiệm của mình á trong quá trình mà mình sử dụng nè, những quá trình mà mình thấy xe mình nó phát sinh lỗi như thế nào á, thì hy vọng những cái kinh nghiệm đó của mình sẽ giúp cho anh em phần nào đó lựa chọn được một cái con xe mà nó trong cái tình trạng tốt nhất và trong cái tình trạng hoàn hảo nhất khi mà anh em quyết định em lựa chọn một cái con xe cũ ha. Thì về cơ bản á, Winner V1 hay là Winner X thì nó cũng giống nhau thôi, nó chỉ khác nhau một chút xíu về cái phần động cơ, ABS và cái phần dàn nhựa bên ngoài. Nhưng mà chung quy lại, những cái mà mình chia sẻ về cái cách nhận biết như thế nào về phần máy móc nè, phần dàn ngoài dàn xe nè, đó thì nó sẽ cơ bản là nó sẽ giống nhau. Và cái quan trọng hơn hết á, mà mình luôn lúc nào mình cũng luôn muốn nhắc cho anh em á, là cái uy tín của người bán là cái điều quan trọng nhất. Bởi vì anh em có xem xét kỹ như thế nào đi chăng nữa, hoặc là anh em có dẫn thợ theo để mà giúp anh em đi chăng nữa, đôi lúc nó xảy ra một cái tình trạng sai sót nhỏ mà anh em không thể nào biết được, chỉ có người họ bán ra, họ đứng ra họ đảm bảo thì anh em mới có thể chắc chắn được thôi ha. Rồi thì
clip này hôm nay tới đây cũng khá là dài rồi. Thì hy vọng á, nếu anh em cảm thấy cái video của mình hay, hữu ích á, thì anh em đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của mình để ủng hộ mình ra những clip tiếp theo ha. Ok, bye bye anh em.